guys, my name is Michael. Today I'm going to talk about make more money. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói về chủ đề là làm thế nào để làm ra nhiều tiền hơn các bạn. Chúng ta bắt đầu, let's get started. Mình nhận rất là nhiều thư của mọi người gửi tới cho mình và mọi người nói rằng làm sao để mà làm ra được nhiều tiền đây. Thì ở cái video này mình sẽ trả lời câu hỏi đó các bạn. Hey guys, I'm receiving a lot of email about how to make more money in this economy, and this is my answer for all of you. If you switch your brain and saying, I can't make more money, I can't do it, I can't afford it, and how can you do it? If yourself, you shut yourself down, switch yourself down, and then how can you do it? Your answer you should to ask yourself is, how can I make more money? How can I afford it? How can I buy it? They say, I don't have any time. I don't have any time. I can't work any harder. What you need to do is you go out and produce the product or service, or buying, selling their product or services to get yourself another income, get another source of income. If you believe in planet Earth, they have a lot of money still available. The money, where the money came from? From your customer. There are plenty of money out there. There are plenty of fish in the ocean. What you need to do is get the fishing stick and go fishing. The money got everywhere. You need to get it from your customer. And then the first thing you do is you stop yourself from thinking, I can't make more money. You can do it. You can afford it. You can do whatever you want. Turn your mindset on to the running mode and start working. Call, pick up your phone, call the customer. Ring, ring, hello. Keep calling me. If you pick up the phone and you say, all right, customer, is your customer, a lot of customer in Melbourne or Sydney, in wherever they are, they want you to get more money. That is where you need to move. To move where it's close, Ho Chi Minh City or Saigon or Hanoi. Where's the money? You just go there. You need to move when you need to move. Do the business. You need to move to another country, or you need to move to Canada, USA, Australia, Iraq, Iran, wherever is it. You are a human being. You're not a tree. You're not land on the earth. You got two legs. And you got your passport. You can go wherever you want. To move it, to get yourselves richer. Success, get up and move. You can move wherever you got a lower tax pay. If your business pay on the internet, why you need to stay where's the tax a lot higher and then where's lower tax? That's stressful. The moving progress is not stressful than the paying tax. You imagine it's 1 year, you profit is $1 million, and then you pay 30% for tax office. That's what I'm paying. It's stressful, man. To moving from one place to another place, you do better business. It's not stressful at all. You are the human being. You capable of doing anything. You move. You are not the building. You are not the concrete. You are not the box. So you got two legs, and then you can move wherever you want. And you are not slave at all. Nowadays, nobody is slave to anybody. You are the master of your destiny, so you can go wherever you want. The first decision you need to do in yourself, in your head, is can you make more money? If you say yes, and you can do it, and then go out and do it. Do it right now. The second question you need to ask yourself, if I double my income, if I triple my income, if I fourth of my income, if your income is 100,000, can you make 400,000? Can you make million per month? If you say yes, and then what happened to the world economy? If it's still the same, and then do it. It's not affect to anybody. It's not affect to economy. It's only you, yourself. Nobody else. The third thing you need to do is create a new way to make more money. You can do whatever you want. You can do the consultant, sales on Amazon, FBA, and then the
become a personal trainer, whatever you want. You're happy with this? Let's do it. And become the expert in what you want to become, expert in your field. The first thing you need to do is commit on what to do. Commit, write the word, commit, C-O-M-M-I-T, commit, and believe in yourself to make more money. Ok, rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Học Nghiệp. Thì hôm nay mình nói với các bạn về đề tài là làm sao để kiếm được nhiều tiền không. Thì các bạn nên nhớ một điều, các bạn không phải là cái cây, và các bạn cũng không phải là cái xi măng, hoặc là bạn cũng không phải là một cái building. Nếu mà bạn cần phải di chuyển đến một nơi nào đó để bạn có thể giàu có hơn, thành công hơn, bạn cứ tiếp tục di chuyển, bạn cứ việc di chuyển. Nếu mà cái doanh nghiệp của bạn á mà đóng thuế ở một nơi quá nhiều, như mình ở Melbourne đóng thuế tới 30% thuế doanh nghiệp rồi, thì mình phải đi đến một cái nơi nào đó để mình có được cái mức thuế thấp hơn. Các bạn hãy cứ việc phải đi thôi, không có sao hết. Còn các bạn ở lại cái nơi đó mà bạn nói là khi di chuyển nó rất là khó, khi di chuyển nó khó, nhưng mà khi bạn đóng thuế 30%, bạn thấy nó khó hay như vậy? Đó, câu hỏi mình đặt ra cho bạn. Rồi thêm một cái nữa, thì lúc nào lúc đầu bạn cũng nghĩ là trời ơi, cái nền kinh tế này nó như vậy, làm sao để tôi có thể tăng tổng thu nhập, làm sao để tôi có thể tìm ra nhiều tiền. Nếu mà bạn tắt những cái suy nghĩ đó trong đầu của bạn, thì ai sẽ giúp các bạn mở ra những cái suy nghĩ đó? Nếu mà bạn cứ nghĩ, nếu mà thu nhập của bạn một tháng là 100.000 đô, bạn nghĩ nó không thể là làm được, nhưng mà có những người ngoài kia làm được. Làm sao bạn phải đặt câu hỏi làm sao người ta làm được mà tôi làm không được? Và khi mà bạn cứ nghĩ đi, thu nhập của bạn tăng lên gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, gấp năm, gấp 10 lần, thì nó ảnh hưởng đến nền kinh tế không? Nếu nó không ảnh hưởng đến nền kinh tế của thế giới thì việc của bạn là hãy làm đi các bạn. Nó không ảnh hưởng đến ai á, thì cái việc của bạn là cứ làm giàu đi, không có sao hết. Việc của bạn bây giờ là hãy nghĩ ra cái cách nào đó để kiếm tiền, cách để kiếm tiền, tạo ra những cái sản phẩm, những dịch vụ làm nó để giúp ích cho cộng đồng, tạo cho cộng đồng giàu mạnh hơn, lớn mạnh hơn, phát triển bản thân của các bạn để các bạn làm được đó. Và luôn luôn đặt ra câu hỏi là làm cách nào để tôi làm được điều đó. Đừng có bao giờ tắt cái não của các bạn. Cái não của bạn có cái hoạt động, cái quy trình hoạt động của nó rất là hay. Là nếu mà bạn hỏi nó, câu trả lời là how, bằng cách nào, nó sẽ đưa cho bạn cái giải pháp. Còn nếu mà bạn tự tắt, bạn nói là tôi không thể, là nó tự động nó đóng, nó tắt luôn mà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Chúc các bạn thành công và kiếm ra được nhiều tiền. Make more money guys. See you guys later. Bye. Ôi, các bạn nào chưa đăng ký kênh của mình, for who didn't subscribe my channel, please subscribe and press the bell button to receive my new video. Các bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình, các bạn hãy đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới nhất của mình. Và bấm nút chuông, khi nào video mới mình ra, bạn là người được thông báo đầu tiên đó, bạn sẽ có thêm nhiều thông tin. Và nhiều bạn hỏi mình tại sao các bạn phải subscribe cho kênh của mình, thì mình đảm bảo với các bạn, nếu bạn subscribe thì cái return mình sẽ trả lại các bạn những cái thông tin hữu ích, và mình sẽ giúp cho các bạn giàu có hơn và thành công hơn, thịnh vượng hơn. Các bạn có được những thông tin thế này, bạn áp dụng nó, bạn làm đi, bạn sẽ thấy hiệu quả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.